Xin chào các bạn nha. Trong video này thì mình chia sẻ một số cái kinh nghiệm mình đã đi làm thi công đề can cho các công trình. Cái đầu tiên là cái vấn đề về chứng từ của vật liệu đầu vào. Thì các bạn cứ nghĩ, đừng có nghĩ đơn giản là đề can in ra rồi đi dán tại công trình xong là có thể lấy được tiền, không phải như vậy đâu nha. Đối với những cái chủ đầu tư khó, đặc biệt là những nhà thầu, những cái chủ đầu tư mà của Hàn Quốc hay là của Nhật Bản thì nó càng khó hơn nữa. Khi mà các bạn đem những cái vật liệu vào thi công tại công trình đó, mà đặc biệt là đề can của mình ở đây, thì khi mà mình đem tới công trình, nếu các bạn không có đủ chứng từ chứng nhận về xuất xứ và chất lượng của vật liệu đầu vào thì chắc chắn là họ sẽ không có kiểm, không có duyệt để cho mình mang vật liệu đó vào công trình để cho mình đi thi công. Cho nên chính như vậy, không phải là mình nói đề can mình tốt hay là mình in tốt mà mình không có những cái chứng từ để chứng nhận cái vấn đề đó thì nó cũng thành vô nghĩa thôi các bạn. Đó, cho nên là các bạn cần phải lưu ý vấn đề này. Cái thứ hai mình chia sẻ đó là cái vấn đề chất lượng của bản in thì đòi hỏi là phải đồng nhất với lại cái mẫu khi mà mình test để cho khách hàng duyệt á, thì lúc mà mình đem những cái thành phẩm mình in lên công trình thì chắc chắn là người ta sẽ lấy cái thành phẩm của mình ra và sẽ so sánh với cái mẫu khi mà mình in test để cho họ duyệt, thì phải đảm bảo cái sự đồng đều về màu sắc. Tại vì nó là những cái màu nhận diện thương hiệu hay là những cái màu theo cái tiêu chí mà tiêu chuẩn thiết kế của người ta, hoặc là có những cái màu đề can mình phải test làm sao để cho nó đồng nhất với những cái màu sơn của những cái hàng mục khác. Nó nhiều cái như vậy thì mình phải đảm bảo cái tiêu chuẩn đó để mà đủ cái chất lượng để họ có thể duyệt cái đầu vào đó, để cho mình bước qua cái bước này để mình có thể mình vào được công trình, mình bắt đầu mình thi công được. Và chất lượng đòi hỏi là mình phải đảm bảo cái sự đồng đều. Nếu như trong quá trình mình in mà mình không kiểm tra thường xuyên mà lỡ hoặc là vô tình đi bụi nó rớt vào hay là một sợi tóc rớt vào, nó sẽ gây ảnh hưởng cái chất lượng của mình, thì chắc chắn là mình phải in lại cái vấn đề đó thôi để đảm bảo được cái tiêu chuẩn khi mà đưa vào công trình. Các bạn có thể thấy là cái không gian phòng in của bên mình là trong phòng lạnh, phòng kính, thì để luôn giữ vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo hạn chế những cái vấn đề bụi bẩm đó. Và đặc biệt là tại các công trình đó thì cái tỷ lệ mà lỗi hầu như là không được chấp nhận, cho dù là những cái lỗi nhỏ, những cái dính, những cái sợi tóc hay là những cái con ruồi, con muỗi gì đó cũng đều phải loại bỏ hết. Cái thứ ba mình muốn chia sẻ là cái vấn đề về tiến độ in ấn sản xuất. Thì thông thường trong các công trình thì nó sẽ có rất là nhiều hạng mục, có nghĩa là hạng mục xong rồi thì sẽ tới những hạng mục khác. Ví dụ như bên mình đây chuẩn bị là thi công cái hạng mục đề can cho bản thông tin, thì cái phần lắp đặt biển bản, phần nền nó phải xong, và tiếp theo đó là bắt đầu tới cái phần thi công hạng mục của đề can. Mặc dù là cũng gấp rút nhưng mà bên mình cũng sẽ làm sao để đảm bảo được tiến độ. Thì bên mình sử dụng máy in của Nhật Bản và in khổ 3m2. Thì ưu điểm của máy mình đang in ở đây là có thể in được cùng lúc hai cuộn khổ 1m5. Đó, chính vì vậy mà mình luôn đảm bảo được cái năng suất cũng như là cái tiến độ phù hợp đối với cái hạng mục mà chủ đầu tư yêu cầu trong cái công trình này. Mình cũng chia sẻ thêm với các bạn là một cái điều đặc biệt của công trình này, thực sự là đây là một cái khách hàng đã làm được với mình lâu năm rồi, từ khoảng thời điểm dịch 2020 á, là bên mình đã làm việc. Ban đầu thì có rất nhiều khó khăn, có nghĩa là cần phải thể hiện chứng minh được cái việc là mình in ấn chất lượng như thế nào, vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng làm sao, chứng từ rõ ràng, kể cả cái việc là đi thi công test một hai lần gì đó, rồi test màu cũng vài lần để cuối cùng là mới duyệt được mẫu và để bắt đầu in ấn và để cho đi thi công. Và một cái nữa, khi mà mình bước vào thi công thì nó cũng không có đơn giản đâu, có nghĩa là thời điểm dịch Covid thì phải ngoái mũi, chọc mũi, rồi phải là một vạch thì mới được là vào. Nếu mà anh em nào mà lỡ mà hai vạch thì cũng ở ngoài, nó không có được vào. Khi mà bên mình tới công trình rồi á thì bên mình đem vật liệu vào rồi anh em tập trung vào để bắt đầu chuẩn bị thi công, thì cũng không đơn giản để mà vô là làm được liền đâu. Bên chủ đầu tư người ta sẽ cử những cái bộ phận phụ trách chuyên môn cả về mỹ thuật, cả về kỹ thuật. Người ta sẽ kiểm tra về chất lượng màu sắc của bản in nè, người ta sẽ kiểm tra về cái vật liệu đầu vào nè, vật liệu là gì, chứng nhận chứng từ ra làm sao, màu sắc nè, kích thước đó. Thì khi mà các bạn làm việc với những cái chủ đầu tư khó, làm việc với những nhà thầu chính mà càng khó đó, thì nó càng làm cho mình nâng cao cái năng lực của mình lên đó. Và khi mà các bạn đã đáp ứng được những cái yêu cầu của họ thì chắc chắn là các bạn sẽ còn nhiều cơ hội khác để mà các bạn làm việc thêm những cái việc khác của họ giao cho mình.
các bạn thấy đó, làm in ấn thì nó cũng nhàn thôi, có nghĩa là mình chỉ đứng mình coi mấy anh nó chạy thôi, nó chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại thôi. Cơ bản là các bạn phải đảm bảo những cái tiêu chí đầu vào cho mấy anh, tiêu chí về vật liệu nè, tiêu chí về cái file in nè, cái máy in và mặt in như thế nào, để làm sao mà đảm bảo cái sản phẩm mình in chất lượng cuối cùng là chất lượng nhất và đáp ứng được cái tiêu chí cao của khách hàng mình đưa ra. Thì đây là trong cái công đoạn in ấn sản xuất cuối cùng, để ra những cái bản in chất lượng, và bên mình sẽ kiểm tra tại công ty trước khi mà đóng gói vận chuyển đến công trình để bắt đầu vào thi công. Nó thì cái phần thi công thì nó sẽ là phần khác, mình sẽ làm một cái video về vấn đề thi công riêng để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Đó thì trong video này các bạn có thắc mắc gì, có cần mình hỗ trợ tư vấn gì thêm thì các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nhé. Rồi bây giờ thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.